Bất chấp dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam, Nam Phi vẫn duy trì ổn định ở mức gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, và hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để tăng cường kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Tại buổi làm việc với đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực khai thác và xuất khẩu than của Nam Phi. Các loại than có chất lượng tốt, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than và các ngành sản xuất của Việt Nam. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị đại sứ Nam Phi hỗ trợ giới thiệu, kết nối các đối tác tiềm năng của Nam Phi trong lĩnh vực than, khoáng sản với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đi đến ký kết hợp đồng, đưa các chuyến hàng than về Việt Nam ngay trong tháng 4, tháng 5 tới. Ngoài ra, Bộ trưởng mong muốn hai bên xem xét thống nhất thời gian ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản. Việc ký kết thành công MOU không chỉ tạo khuôn khổ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản mà còn góp phần phát triển kim ngạch thương mại song phương. Bên cạnh vấn đề tìm nguồn cung than từ Nam Phi, Bộ trưởng cũng xác định những trọng tâm khác cần tập trung thúc đẩy với thị trường này trong năm 2022, bao gồm tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Thương mại Hỗn hợp Việt Nam-Nam Phi, thúc đẩy đưa hàng hóa của Việt Nam vào hệ thống siêu thị tại Nam Phi, thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa hai nước. Tại buổi làm việc, đại sứ Nam Phi khẳng định luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại, năng lượng và khoáng sản với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong nước để thúc đẩy giải quyết các vấn đề và đề nghị phía Việt Nam tạo thuận lợi để một số mặt hàng có thế mạnh của Nam Phi có thể tiếp cận thị trường Việt Nam.